Kẹp bên cân thử thế này. Ôm đây, cho vào đây ôm cân thử. Giảm. Ôi, trông như em bé nhỉ. Ăn con này. Bé thì em này. Ui dồi. 20 cân. Ôi, nhưng mà nó ra. Nó gió thôi không nó ra mất. Em này em bé gì nữa. Đấy, cân thử này vừa mình bảy bảy mấy cân. Trong mồm nó có cá này. Vừa hiệp bảy mấy cân. Không để hiệp nó cân cả. Anh 74 cân rồi. Hơn 20 cân. 97. Cần 98. Tức là 22 cân. 98 trừ đi 76. Quay cân này. 97. 97. 97. 97 trừ đi bao nhiêu? Thì anh em làm món gì thì các bác cho ý kiến nhá. Tham gia với anh em chúng em tư thực là các mẹ này thì cũng là khoa mới đi nấu nhiều rồi, hôm nay thì các bác tính làm gì các bác cho em tí bình luận vào đây. Các bác cùng bác ơi. Các bác cùng làm cá mè xong các bác cùng đánh chém anh em chúng em nhá. Vâng, chuẩn bị kêu cá thì anh em đã sang bên bác Khải lấy cái tráng với cái muỗng về để đựng cá. Hôm nay là 9 tấn mới có được. Các loại cá. Ila, yoga. Bão chi kali. Chuẩn bị đi yoga. Anh nói rồi. Mai ấy treo cờ đi nhé. Sắp Tết rồi đấy. Anh cứ treo chỗ cây dừa kia được. Hả? Cái muỗng vẫn ở bên kia. Bên đâu kia? Đi đâu hết rồi? Bọn đi kéo lưới đâu rồi? Đây tráng phải đây tận đầu kia, tí lưới dài đầu này. Để ao đây các bác này. Vâng các bác ơi, hôm nay anh em mà tập trung tranh thủ kéo cái ao cá này đi chứ, bởi vì vừa rồi trận bão nó lũ lụt nó cũng tràn mương ở mắng nó tràn vào, cá rô đẻ với các cá thì mới vào nhiều lắm, mà đẻ thì nó ăn hết cỏ với cám của cá rô Bảo Lộc. Thế hôm nay anh em tập trung kéo lấy cá rô đẻ để cho mèo cho chó ăn. Vâng, đã đến giờ rồi anh em chuẩn bị ra lưới. Đây, giờ cái này đi theo hướng này. Đắm mà gì đó. Úi giời của mình. Thấy gì chưa? Thương người. Của mình sao bên này đâu? Một túi chưa? Đây kéo xuống. Trên đấy cứ kéo đầu túi rồi cũng mới. Đầu phao trên thôi. Một túi chưa? Đi vào bên này cứ đi cho, bên này tìm bên này phao chưa? Ở đấy, chỉ đấy, cứ đi đi đấy cho bên kia ấy. Bên ông Minh ông Quân cứ đứng yên đã. Thế thì hiệp về chân, hiệp ấy phao cho chúng nó không nó lộn. Quân cầm đi đi. Nhưng mà ý là cháu nhấc cho nó không nó lộn. Ui giời ơi. Đi sát vào nhá. Ừ đúng rồi, hiệp xuống. Anh ơi để cho hiệp xuống nó cầm mấy cho. Trong tôi cho ông kéo lưới một mùa thế là túi lộn không đằng nào lần. Hai ông bên này nhàn to cứ đứng yên thiết đi kia đấy. Nặng thì vẫn nặng, vẫn nặng, giờ vẫn hết.
người khua này, người khua người khua kiếp. Thế này là nó ra hết ở nguyên chí, không được con nào thả nghe bờ nữa. Riêng hôm nay bắt cái loại rô đẻ này cho nó kỳ hết. Cái trận bão đúng rồi, ác liệt đấy, nó tràn ở ngoài đồng ngoài cống, nó tràn về cái này rô đẻ nó phải hàng vài tạ. Sao sao kéo mạnh rồi này, từ từ nữa anh Minh từ mắt sao kéo mạnh lên. Con này cái cá đẻ. Nhẹ chứ. Từ kéo mạnh lên thấy không? Ừ. 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 Ừ
nó vào. Anh ơi, để em nhát kia thôi không gì. Ui trời ơi. Con mẹ lộn ăn rồi. Con ngắt ra. Cái đó hả? Hai cái đây như này con đấy à, không được gì đây ai ổng khúc này mình đi cơ trộn mới con được không được kia kìa à, anh nhà sang kia khánh mình em kìa hai anh em khánh đó là thuyền không đây ông ấy cầm cái lưới xong không cháu chỉ đi nhặt vứt cái toa xong là đỡ cái kia lên. Con nào ăn trước đi cho chắc, chứ cứ đổ hết lên đấy đã. Có cái điều hồng gì chứ, rác tôi cái này đó. Thế rồi, mày lắm. Để ăn cái đường bớt nữa. Có con điều hồng rồi. Xe cái 9 giờ giờ chứ về. Bình dưới đấy. Tắc đường. Chim mày bé chưa? Không đẻ đấy. Không đẻ. Cứ đẻ đấy. Đâu? Cứ đẻ đấy. Ở kia con mẹ. Từ từ, tao mất anh. Bỏ tay á. Con đây anh nhập đâm đi. Anh nhập đâm đi. Ui, còn mấy con mẹ to à? Con mẹ đấy rồi. Vừa đâu, nhiều quá. Rồi thôi con mẹ nhảy ra mất. Không có cái tráng bỏ vào tí kéo là tráng tráng ở ao kia đổ tráng cho ít một thôi dài quá cái này lấy ra rất khó kéo mẹ nữa ui giời con mẹ ra mới ăn mẹ xong gì đó
Lơ thì không nữa, không mẹ ăn. Mẹ thôi. Còn con nữa, còn con nữa ở trong đấy. Đấy dài này. Đấy cũng nhiều đấy còn gì nữa. Cái này bắt hết nâng dần anh Nghiệp kéo dài kia cơ. Kéo dài ra kia. Anh Nghiệp thả lỡ túi xuống kìa. Kéo nó lên. Kéo. Minh ơi. Đừng kéo lỡ lên nữa dần lên đây. Đấy, kéo cái đây lên. Em mà kéo 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 dài quá thì nó cứ để đấy. Đúng mà người là đi một thứ à. Ừ. Đấy. Ừ. Chị điên dưỡng đâu, tí nó kéo nữa nữa lại vào. Bao bảo nâng rồi nâng. Thôi vậy. Nâng đi. Mỗi ngày vậy đi vậy. Quan này, đít này, đít này vẫn quan này. Đấy, mình đỡ chứ. Nâng lên, nâng nhiều đấy. Cá rô này không khéo đấy. Kéo đấy. Cá rô thả gấp đi. Nhặt cái căng tay được không? Dần rô vớt ra cũng được. Từ to vớt xuống hả? Thì nhặt bớt ra. Từ to vớt xuống hả? Không không, vớt đây luôn. Rùa thì nhặt ra, cứ nhặt ra. Thế để đấy ra. Rô nó không được gì đâu. Từ từ đây đây. Cái anh tụt, anh giữ dần dần nó tụt. Bán cá giống. Anh Nhật, anh Nhật ra cái dận cái trong cái tụt kia. Có cái để lại thái à? Tí nhặt đó. Không chết được. Chú đẻ một cái đây này, cầm cái đi vứt vẫn lớn là mầm. Ơ, dưới đây thật. Ở đây thật. Mình lần đầu ăn một cái này mấy đứa nó là chuyên nhập đây. Lại không 300. Không 300. Không 1 triệu. Không 200. Đấy, cái loại bằng thế này mẹ. Cái nhà trong cá giống một chút. Nhiều đi chứ cần gì nữa. Nhớ đừng vớt nhá, nó là cá đẻ lớn đấy. Ui giời ơi, Thu Duyên ơi. Con vừa nãy là cá đẻ chú ạ. Hôm trước anh hiểu con bàn tay đấy. Là ấy đấy, chim to rồi đấy. Kìa, cá lên kìa. Chim đi, chim mặt. Chim to thì càng tốt. Mà con to là bụng không được gì đâu, đúng rồi, để tí đó nhé. Nó gầy gầy thôi đấy, trứng. Đây rồi, đây nè. Ui ôi, con mẹ. Từ từ đó, ui giời. Đó, ui giời con mẹ. Ui giời con mẹ. Ui thịt luôn nhá. Ui giời con mẹ. Con này tầm 17 cân. Đây đi. Con nào lên trước, con nào bia lên sau cho xuống đi. Ui giời con đi. To ra sáng luôn. Kinh gì. Không ngã. Ui giời. Đem này ra trắng. Cũng cho ra trắng. À thôi thịt thì thôi. Không có. À thật thịt thì cũng trắng. Ừ, thôi thịt trắng thì thế. Cái thịt vứt ra ngoài. Kéo mẹ nữa không? Có. Kéo vứt xuống rồi lại kéo lên. Quan trọng là cái cơ chứa này. Thật. Vứt xuống rồi lại kéo. Thôi nói thế là được. Thế rồi. Vì kéo vào mặt. Cầm cái nhé. Kéo vào mặt. Tay rồi. Mát cái này. Hồng nó thả đây. Chú tưởng là cá chép bán 2-3 tháng chạp. Không thấy con chép rồi vậy? Cái kìa anh bảo chị Yên khai biết không nặng cái kìa. Anh ơi. Hả? Một giỏ cá không vừa được đâu. Không còn con mẹ nữa nhé. Con mẹ hay vất luôn ra thôi. Vất ra đâu, vất mẹ ra đây. Thế thì làm con rô luôn. Mấy con trắng đưa ra đi. Đấy, kéo một nhã thôi gì? Thì leo kẹt kinh thả luôn. Nhưng mà nó cứ từ hết 70% rồi. Nó nhiều đấy. Cá nó ở trên. Mấy lại buổi sáng này kéo hiệu quả hơn. Cái lá hôm trước rồi ông lý này. Không, hôm nay này cầm đầu đi em lên. Đầu này em hả? Vẫn còn lắm lắm. Hết rồi. Hết rồi.
Ôi giời ơi. Ớt là quan trọng á. Cho cái đầu cho xong bên đây không dám một khuyên như này còn gì nữa. Kinh, không nhận. Cá lạ nó vào ác thật sợ. Ôi chim này. Chim bằng thế này là bằng gần bằng cái quạt moa rồi. Dậy thì rồi. To hơn. Mà quý ơi, những cái loại này rồi. Con này rồi. Con này không sống rồi. Con này rồi. Nó mang rồi cho nó sắc đi, sao? Trong giỡn nào đấy? Bác hai cái ngạnh. Bác hai cái ngạnh. Cầm hai cái ngạnh. Chưa? Chưa. Sướng nhá. Ôi giời ơi. Cái này là 100% trứng. Con này về làm gì nhỉ? Gói mà. Gói. Con này làm giá cây, giá cây. Đi. Xong hết con nữa này. À. Con này tốt nhất là làm món giá cầy các bác ạ. Dạ. Giá cầy gà mè nhá. Mè nó tay nhau không dính nào. Nặng quá bác, ui giời. Nặng quá. Nặng quá bác. Mình con cá, nó phải 14-15 cân này. Vâng, hôm nay là kéo ao cá đẻ đã xong các bác nhé. Giờ thì có cái món tươi tươi này thì hôm nay ăn muốn món rồi. Con này là con mẹ lộn các bác. Các bác chẳng làm cái chức vụ gì được cái này đây nhỉ? Nặng lắm. Các bác ơi, hôm nay kéo ao cá để lấy cá rô đẻ lên nhưng mà được ngay con mẹ lộn. Hôm nay thì anh em làm món gì thì các bác cho ý kiến nhé. Tham gia với anh em chúng em, tôi thực là cá mẹ này thì cũng kho mới thì nấu nhiều rồi. Hôm nay thì các bác tính nào gì các bác cho em tí bình luận vào đây. Các bác cùng bác ơi. Các bác cùng làm cá mè xong các bác cùng đánh chén anh em chúng em nhá. Quả này nấu quả hết sao bác. Thôi đừng lấy em biết anh. Ôi con này chết này. Ôi giời ơi. Vâng, xin con cá mè thì không, em để giao cho anh Hiệt làm. Cắt anh miếng rồi xem. Vâng đây rồi. Giao cho anh Hiệt làm vì điều chứ con này em làm không thể làm được, tay yếu chân mềm khó làm lắm. Phải có đại ca thì mới làm được con cá này. Chơi 4 món rồi. Lòng ta vừa rồi. Cá mè thì phải nướng một miếng phải có giềng. Cái con hôm nay anh tính làm mấy món cơ? Làm 4-5 món rồi mà anh. Thật là mỗi con một mỗi con một con này kìa. Meo. Đây một bát. Meo. Úi giời. Con này con đang cắp. Con đang cắp gì đâu đây? Úi giời ơi. Cái này có đủ chưa? Đủ rồi anh ạ. Thế là thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Rồi, ok. Thôi anh Hiệt bỏ đi ra lấy cái rau cải đắng về tí nữa vừa ăn sống vừa ăn kiếm. Bần rau này giờ ra chợ bán thì mấy trăm nghìn này các bác ạ. Rau giờ đầu có 10 nghìn một mớ này. Mấy cây đã được mớ rồi. Cô Niên có trồng được vườn rau đẹp quá. Lộn chuồng. Cái chỗ này làm gì anh? Cái này nướng vừa ấy. Vừa nướng vừa nấu. Đâu, đi ra xin đi, má hú. Ra duyên nào. Đây món cá mè hôm nay chủ yếu nướng các bác này. Nướng giờ là ướp giềng. Ướp giềng xong rồi là nướng này. Ăn lần trước là dám chứ nhỉ? Hả? Lần trước là anh đi dám. Ướp gì đấy? Đổ luôn cái giềng đi nha. Cái đó giữa đường kìa. Không, cái đấy để tí đó.
Đây nhá, đây một nửa anh em cho vào nướng nhá. Nồi chiên không dầu các bác ạ. Cá mè nướng chiên không dầu nữa. Đây lay đầu cái mẻ cá mà nó nũ nó tràn vào ao cá đẻ đấy mà nay bán được 3,5 triệu các bác. Nay em tôi ăn toàn cá rồi các bác, một con mẻ 18 cân rồi ăn cứ nhỏ thôi. Đây làm mấy con rô phi này ăn nấu đây này, 4 con rô phi ăn nấu. Ôi trời, sắt khúc 3 phần 1 thôi. Thế nữa. Đây này, cái chỗ này là ăn nấu thuyền chài này. Nó có nấu thuyền chài đấy. Đúng với rau cải. Ăn cơm thì cắm. Thơm lắm, cái cá mẻ rán này thơm lắm rồi. Thường thì cứ rắc cái muối nó không nổ đâu. Cơm thôi, bún giờ họ đang chiên đấy. Đúng rồi, 4 giờ rồi nữa. Đọc cho cái gì làm sao nhỉ? Em về em chưa ăn bún. Để cho cái chảo bún phun phấn nó vào đầy coi cái nước cá để sắm mình đi ăn ra sắm hôm nay đợi vàng luôn này. Đâu cái đầu đâu, đây này. Ui, các bác nhìn cái đầu một khi sau ở đây. Cái này là em lấy luộc rồi. Hết, 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 lỗ máy. Cá mè nướng ngồi chiên không dầu nó vẫn nức mà các bác ạ. Cá nướng này, cá nướng cái rán nó gần như nhau. Đó, nó khác nhau chứ, một đằng gia vị nó khác hơn nhiều. Cắn hơn, rán thì nó thuận hơn. Đến bữa ăn các bác lại hái cái rau thơm này. Rau thơm ở cái nhà vườn nó sẵn. Cứ cấu ăn thôi. Có quá bia là không lại. Đây mẹ cuối cùng nhé các bác này. Cá nướng này mẻ cuối cùng này, nó sẽ nóng thơm vang. Nước vào lên nhé. Cá thì nhiều chiều. Hả? Cá từ từ thôi. Các vợ không cho đi. Quá rồi đây vào với tao cái kia. Bật điều hòa lên mắt. Bật cái điều hòa ngoài giờ đấy nhỉ. Chị biết. Quá rồi đây vào một tí. Ngon, khoan nữa. Mình nấu. Nhúng đấy nhỉ? Đây là còn nồi nhúng. Ui, khéo khéo gãy đi ấy. Ô, thám đâu? Vâng, bữa trưa anh em tôi mời tất cả các bác nha. Nay đánh độc cá thôi, một con cá mè 17 cân. Thôi dưa, riêu, dưa, 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 ếch để mai đi. Có một lươn nữa. Lươn mai. Chào mừng cho con cá 17 cân. Bữa trưa vui vẻ. 22 cân. Ok, vàng rồi, vàng rồi. Nó 7, 9, 7 cân mà trừ đi 75 cân thì có phải 22 cân. Rồi đấy là ít nhiều với giống ảnh nhé. Em đã từng còn 20 cân hay 21 cân đã cả mấy cọ rồi. Đúng một cái bào dứa. Còn xe luôn.
cách đây phải chục năm, cái thằng ở trên cũng cá hồ, nó nuôi trong nó cho không tanh nào, tự nhiên luôn đấy, nồi cá, trở về. Cái khúc này là chính xác là đúng con của con cá 22 cân. Đấy, giá trị gì? Kinh nó to, nó vành như này. Chính là bữa sáng chỉ cần mỗi con này mới lại bắt bún nè. Ôi giời, ông ăn thấy có vỡ lợ. Miếng cá không tính gì ra bao tiền đâu. Phần này. Mình đống hôm nay đã ôm rồi đấy. Mẹ chắc. Đã ngon rồi. Đã để rồi nhưng mà không nghe ông nào ra được. Chẳng thì ai ra làm quái. Thấy gì? Cái dù đấy nó tải mấy cân được mà. Đây là cái bài ca khúc Đôi Mắt Người Xưa. Nhạc và lời của Phan Huỳnh Dậu. Chưa gì. Chưa không có chưa gì ăn lại trước. Kiệt ăn mắt đây là ngấy luôn. Đấy, đúng rồi. Bột néo còn dai 100%. Cái kia lặn hơn mình. Cháu bông sách. Đâu ạ? Cháu bông sách. Cháu bông tối linh lên. Chúng mấy bác nào không? À. Có ngày bác ấy. Cháu bông đằng nào thì cháu bông đi lại. À cái kem kia. Cháu bông luôn này á. Bác uống đi. Bác uống đi. Đấy, đi ô tô. Cái kem kia bác phơi từ kia ra đây là nó đã nguội quá nhiều. Cái này nhất rồi đấy. Không, không phải xe thắng. Thắng vừa đâu gọi là đấy. Nhưng mà bia thì nó nấu à. Anh nắng đi này, bác thắng rượu. Nhiều mỹ rồi. Bia cá tanh lắm ạ. Chiều không mỹ được không? Chiều không mỹ được. Ôi trời ơi, chiều 2 giờ chiều quân nhúng ra kia nó lại gọi. Bác lại xách kem bia ra. Mình để cái khóa đó. Đâu, đấy, đi. Đi. Mình để cái khóa đó. Đó. Ờ, hai, ba, xuống. Không, vịt mình ăn. Vịt ngan vịt ngan với ốc, chấm ốc nó phải có tất. Chấm ốc là gừng. Ốc thì lại xả. Gừng xả. Gừng xả. Lá chanh. Có tỏi không? Tỏi thôi. Tỏi để mai đi. Tỏi chốc. Bây giờ em sang muối dòng thì nó xin khó. Nếu con cá mè 21 cái 22 cân mà lấy cái canh thì, thì nó là siêu đã. Ôi nhiều tiết lắm mà mình không lấy được thôi. Ờ, kinh đấy ở đâu nuôi? Ăn rất ngon luôn. Đấy, đấy. Dân truyền nó chết mà dân ăn luôn. Cần cha. Quá đấy chết. Con nấu nhắn luôn. Ngon văn chủng luôn. Đưa đưa đưa. Đây là cá nướng này hả? Không. Cứ bình tĩnh. Hôm nay là chỉ có thắng phong thì anh với quân đi. Bình thường. Nhiều ông mê cá lắm đấy. Cá này. Con rẻ. Con rẻ. Giá trị đấy. Con rẻ là chú Trung Quốc. Mình biết rồi, người cá to. Thế số. Mấy con lớn chụp bất tráng mà chết. Dạ, lúc đó bánh nhau thì đã bán thì là anh ấy hộ em nhé. Chắc tầm 2 con rồi. 5, 6, 7 con rồi đấy. Anh mua 5, 7 con đó. Anh từ ngày đấy anh xem hết kênh mình chơi kiểu này. Vâng, bác chỉ đang ngồi xem thích cho vui lắm. Được. Nấu chơi bên đây mấy miếng. Thằng của em thì là xem suốt. Vâng. Nó bổ như hay gặp chú khoe nhiều hơn. Nhúng chắc thế này. Cứ làm anh. Cá nó già rồi bây giờ. Chúng ở chơi chỉ có lỡ ra đến lỡ bồng bông lên đi. Cái này, cái xương ăn mãi nó có hết thịt không sinh. Sống cái này bác phải ấy cái tủy ở trong này. Đấy, nó mới nóng canxi. Đập ra cơ. Đâu? Mới nóng canxi chị. Một mút lấy cái đũa trong trong. Đấy. Đây nóng canxi. Giờ bác cứ bẻ một đoạn, bác bẻ ra là nó lại có một cái tơ ở đốt đốt đấy. Nó phải nối khớp. Mấy năm nữa lại được quay lễ hội mùa xuân nhỉ? Vâng. 2005 là đặc dục. Nhanh lắm rồi. Nhanh lắm. 4 tháng nữa. 4 tháng nữa. Tôi anh em. Anh biết rồi đấy. Lộc quấn. Năm đấy là anh cũng quay. Phải cho 3 người. Năm nào cũng quay cách được 4 năm năm này. Thế thì trước em đã chặt kéo rồi. Chắc là vẫn còn đấy. Chưa dốc xong cái này đâu. Thôi để tí bên đây ăn. 2 năm. Thì là cháu thả cho bác cái mới. À, mới đợi lên lâu. Có tâm lại là chỉnh con năm 2024 là không thôi. Ngấy ngấy quân xử lý. Không đưa lên đấy. Không đưa quân. Đưa lên đấy. Đưa lên đấy. Đưa lên đấy. Thì bác được cả đĩa không, không ăn cái gì. Thế để đánh anh Tuân, để anh Tuân ăn được. Không, ăn làm sao hết. Ăn đi thôi. À, thử tí. Lân cho mày. Đấy. Cái cho đầu đi ngon lắm anh. Úi giời, cái đây béo thế này. Hấp đấy. Nhưng cái này cho ăn rất cân đường trắng và nấu chè ăn cực ngon luôn. À. À đây. Dài nó đã chín quá rồi đấy. Đấy, cái đoạn đấy. Đúng sần sập thôi. Đấy tối về. Gãy cả ngon. Mẹ
rung rường chống ấy chậm dẻo. Sang nhà cháu mà không thì có giờ thì nào thì cháu sang nhà bác thì cháu mới thả một đống. Thả. Đấy là quay chụp nào video. Nào đi với video luôn. Mấy thằng ăn một tối mới xuống đứng. Nghe tôi. Sao ở biết nó khác ngay. Viết rồi bác cái thêu thế này xưa ngày xưa thì có thể nó trả ra được. Nhưng bây giờ viết thì mình thấy như ao là trong bây giờ nó sao mình trả trả lại. Đối cho quân bọn này, tao phải đều lấy quá cho mày. Ừ. Quân to thì xếp lịch thì tính trái không được không chết. Em đã ăn tôm, em đã ăn tôm. Tết thì Tết cũng về. Nhưng mà phải ăn trước Tết. Thế ra ra đi. Thế là chuẩn rồi. Mày cứ có con là mình ăn nhiều. Ăn mình như đầu ít. Ăn mình như đầu ít lắm. Sống thì để lại. Tại cái là làm miếng rồi. Không, không nhận ra. Đây á. Đấy, 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 cái miếng này em dán để sau. Dạ bác ta bảo được rồi. Đấy cái giá này giá trị đấy. Không nhận kỹ quá không cô. Kỹ đâu, kỹ quá. Đúng như kiểu dành. Đó rồi, không. Đó rồi, nhìn em đầy đầy. Sao, cái cốc này là cốc mới tinh vừa nói. Chưa hấp là nó chưa bật hấp rồi. À. Nhà máy nước mà nó ngon này nhớ tôi được. Chú Tuấn à? Chú Tuấn. Ơi, bỏ bát làm như đây. Cái gì? Đây, cá. Cá lóc. Ở đây có rồi. Đây cho nhúng đây đi. Đây cho luôn bát này. Ai đâu không nhìn thấy, đi ra cháu chán cậu tí. Được được. Chán đi rồi. Ui giời. Chán đi. Ok. Thôi bên đây ăn đi. Mong sao có mưa, sợ nhất là mưa. Ở đây bị cứ ngó ra thấy mưa hãi nhỉ, mưa. À, đội cháu, đội chú, à, đội bác cháu mình là có anh Huy. Thế nhưng mà cả quân đội mà anh có ấy được rồi. Chúng ta ở đây chỉ cần chỉ cần thì áo binh như thế là. Các anh rồi các chú các bác là tính ăn mặc đẹp xong rồi cầm chén đi mời rượu. Đâu có mấy Luân về tiếp khách rồi. À, có. À, nhất chú Luân phải ban trưởng ban tổ chức à đâu trưởng ban tiếp rượu tiếp rượu chứ còn bọn cháu chỉ đấy thôi bọn cháu chỉ là Hồng Thái phải đứng thứ ba thanh niên đấy. Thái đứng thứ ba hai đứng đầu lúc đấy phải cùng người phát biểu thanh niên đấy bây giờ không bảo thì sao bây giờ đã phát biểu bảo được cháu thôi thôi để anh nhưng mà có treo nó bắt năm đi nữa hả không treo đua sắt mà nó hụt tí rồi, hụt 4 năm một phần bột rồi, lớp thừa ra thì phải đánh quan, nhưng mà cái hụt tầm 2 năm hơn, 4 năm một phần không khai một phần thôi, bắt tối được, lại bắt tay ta đua, có gì, bắt tối rồi, tay ta đua đây, tay ta cắt.